Hyundai Tucson, những mẫu xe đang có mặt rất nhiều tại Trung Thực Auto. Và đây là một mẫu xe thuộc phiên bản 2.0 đặc biệt sản xuất năm 2018 đang có mặt tại Trung Thực Auto Hà Nội. Trung Thực Auto xe gầm cao xin gửi lời chào đến quý anh chị đang theo dõi video giới thiệu và báo giá những mẫu xe đang có mặt tại showroom. Và em là Sơn Tuấn, thành viên của Trung Thực Auto chi nhánh Hà Nội. Và mẫu xe ngày hôm nay là một mẫu Hyundai Tucson. Mẫu xe thì sản xuất và đăng ký lần đầu là năm 2018. Một mẫu xe sử dụng động cơ xăng 2.0 thuộc phiên bản đặc biệt dẫn động một cầu và số tự động. Một mẫu xe mang biển tỉnh được cá nhân sử dụng giữ gìn như mới. Lăn bánh là 6,5 vạn km ạ. Một mẫu xe thì sở hữu ngoại thất màu đen, nội thất màu kem và với cấu hình 5 chỗ. Và mức giá của mẫu xe này sẽ được Trung Thực Auto công khai chi tiết ở phần cuối của video. Và ngay sau đây xin mời anh chị chúng ta hãy cùng đánh giá tổng thể về ngoại thất, nội thất của mẫu xe này. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng đánh giá phần đầu xe. Về phần đầu xe thì các chi tiết như phần đèn này, phần mặt ca lăng hay phần cản trước thì các chi tiết đều là các chi tiết nguyên bản theo xe. Đây, phần đèn này anh chị có thể quan sát thấy vẫn còn rất ở trong đây. Chúng ta sẽ có cái giải định vị ban ngày cực kỳ to bản được đặt ở phần bên trên. Đấy, và đây là một chiếc xe đã qua quá trình là spa nên là phần ngoại thất của xe vẫn còn rất bóng bẩy và không khác gì gần như không khác gì một chiếc xe mới ạ. Quan sát ở phần hông xe thì chúng ta có thể đánh giá được luôn giữa phần mép mí cản trước đây. Đấy, và độ bóng tổng thể so sánh màu sơn và độ bóng tổng thể giữa các chi tiết ngoại thất trên xe rõ ràng qua phần ngang hông xe đấy ạ. Đấy, tiếp theo đến phần mâm và phần lốp thì chiếc xe này thì đã được nâng cấp 4 dàn lốp mới là thương hiệu là Toyo với tuần sản xuất là tuần thứ 31 của năm 2022. Đấy, nên là khi sở hữu chiếc xe này thì anh chị cũng tiết kiệm được khoản chi phí kha khá thì chúng ta đã có 4 dàn lốp mới rồi ạ. Đấy, tiếp theo đến thì các chi tiết ở phần hông xe đã được trang bị thêm là chúng ta sẽ có phần bậc bước chân lên xuống này, phần ốp tay cửa chống xước và phần viền che mưa. Những cái chi tiết nhỏ thôi nhưng cũng cho thấy bác chủ cũ cũng là một người khá là chăm chút cho chiếc xe của mình. Đấy, tiếp theo đến là phần đuôi xe. Đấy, những chiếc xe Hyundai Tucson là những mẫu xe có mặt rất nhiều tại Trung Thực Auto. Các phiên bản từ 2.0 đặc biệt đến 1.6 Turbo. Đấy, các thế hệ. Đấy, và ở trên phiên bản chiếc xe này thì chúng ta sẽ có các hệ thống an toàn nguyên bản theo xe là 4 cảm biến và cam sau giúp anh chị lùi xe cũng như là đỗ xe an toàn trong thành phố đông đúc. Đấy, và chắc chắn phiên bản đặc biệt thì chúng ta sẽ được trang bị hệ thống là cốp điện rồi ạ. Và đây là không gian chứa đồ của mẫu xe Hyundai Tucson, một mẫu xe được đánh giá khá cao về công năng cũng như là không gian sử dụng. Và vừa rồi thì em đã cùng anh chị khám phá sơ bộ về phần ngoại thất cũng như là không gian chứa đồ của mẫu xe này. Sau đây chúng ta sẽ vào đến không gian nội thất của xe. Và chúng ta đến với không gian nội thất của mẫu Hyundai Tucson, một mẫu xe 5 chỗ nhà Hyundai đã lăn bánh trên đường là 65.375 km ạ. Đấy, và tổng thể về phần nội thất này thì đây là nội thất của một mẫu xe form cũ. Đấy, nên chúng ta sẽ có một cái phần màn hình được đặt chìm xuống cái bảng táp lô đây. Ở những chiếc xe thế hệ năm 2020 chúng ta sẽ có phần màn hình bay lên, nhô lên so khỏi bảng táp lô. Rồi ạ, chúng ta sẽ đến với các chi tiết được con người sử dụng nhiều trên xe như phần vô lăng này. Đấy, các chi tiết nút bấm ở trên vô lăng. Đấy, về phần cần số đây. Đấy, với một chiếc xe lăn bánh là 6,5 vạn km thì phần các chi tiết nội thất thì chắc chắn sẽ có độ hao mòn của thời gian rồi. Thì đây anh chị có thể đánh giá trực tiếp qua video đây ạ. Đấy, là một phần chi tiết nhỏ thôi mà em cảm thấy chiếc xe này chưa hoàn hảo là những cái phần núm xoay, núm vặn đây này. Những cái phần mạ chrome thì chúng ta đã bị bong một chút rồi. Đấy, những cái chi tiết này thì chúng ta có thể thay thế rất là đơn giản thôi. Đấy, với một chiếc xe đã qua sử dụng thì anh chị cũng nên quan tâm nhất về vấn đề là động cơ, hộp số, máy móc và khung gầm. Đấy, và các hệ thống trên xe có hoạt động trơn tru hay không, đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ đến với phần da ghế đây. Phần da ghế đây. Đấy, với da ghế một chiếc xe lăn bánh 6,5 vạn. Đấy. Và theo em quan sát thì chiếc xe này cũng đã được bác chủ cũ trang bị cái phần phim cách nhiệt rồi. Nhưng mà phần phim cách nhiệt ở phần cửa sổ trời này có vẻ là chưa được tốt cho lắm. Đấy, nếu anh chị sở hữu chiếc xe này thì lời khuyên của em là vẫn trang bị những cái phim cách nhiệt mà tốt một chút này. Chúng ta sẽ dán khoảng 2-3 lớp thì nó sẽ tránh nóng rất hiệu quả từ cái phần cửa sổ trời này xuống không gian nội thất của xe. Tiếp theo đến thì chúng ta sẽ đến với không gian hàng ghế thứ hai ạ. Đây, không gian hàng ghế thứ hai thì tần suất sử dụng thì khá là tương đối rồi. Chúng ta sẽ thấy một số các nếp nhăn ở phần má ghế đấy ạ. Đấy. Đấy, và không gian thì cũng khá là rộng rãi với dòng Hyundai Tucson, tối ưu không gian khá là tốt. Đấy, phần cửa sổ trời thì giúp anh chị có một không gian cực kỳ sáng ở trong xe. Đấy. Và chúng ta cũng có là cửa gió điều hòa đến từng hàng ghế rồi ạ. Đấy, rất là mát. Và vừa rồi thì chúng ta đã cùng khám phá xong về ngoại thất và không gian nội thất của một mẫu Hyundai Tucson. Mẫu xe thì sản xuất và đăng ký lần đầu là năm 2018.
một mẫu xe sử dụng động cơ xăng 2.0 dẫn động một cầu và số tự động thuộc phiên bản đặc biệt. Một mẫu xe mang biển tỉnh được cá nhân sử dụng, lăn bánh là 6,5 vạn km ạ. Và mẫu xe này thì đang được Trung Thương Auto định giá trong mức giá là 660 triệu đồng là giá bán xe. Quý chị muốn sang tên trọn gói tất cả các chi phí về tỉnh, mức giá sẽ là 673 triệu đồng. Và tại Trung Thương Auto thì vẫn còn rất nhiều những mẫu xe gầm cao đã qua sử dụng khác. Vậy anh chị đang quan tâm và tìm kiếm cho mình một mẫu xe gầm cao, sản xuất năm nào, phiên bản nào thì anh chị hãy đừng ngần ngại nhấc máy lên và gọi điện đến số điện thoại hotline của Trung Thương Auto đã được ghi ở phần dưới màn hình 0975 79 và 4G2 để đội ngũ tư vấn bán hàng có thể gửi cho anh chị là thông tin cũng như là tình trạng cụ thể của mẫu xe mà anh chị đang quan tâm ạ. Và em cảm ơn anh chị đã xem đến hết video và hẹn gặp lại anh chị ở những video báo giá tiếp theo.